Cái phần mà đầu tiên mà chúng ta cần đọc, tăng ni cần đọc để chúng ta thảo luận á, đó là những cái tài liệu mà liên hệ đến cuộc đời Đức Phật mà tôi đã cho. Những tài liệu mà nó 4 cuốn tài liệu mà tôi cần quý thầy cô đọc. Phải nói 5 cuốn như vậy 4. Đó là cuốn là Đức Phật Thích Ca xuất hiện như thế, trong này rất nhiều tiểu sử, rất nhiều cái tài liệu sử trong này và rất là quý. Vì ở chỗ là bởi vì quý vị này họ đã sưu tập lại cho mình thôi, mình khỏi đi tìm. Thứ hai, cái cuốn này là những quan điểm của các người xưa, quan điểm của các hòa thượng, tương đối trong này các nhà học giả cũng có, và các vị là lão thành nghiên cứu có, trong này có Lê Đình Thám, có là giáo sư Lê Đình Thám, rồi có hòa thượng Thiền Châu, Minh Châu, hòa thượng Thiền Siêu, rồi có một hai học giả nữa. Rồi cuốn của ngài Rahula là Đức Phật đã dạy những gì, trong đó ngài Rahula là một trong những nhà gọi là về việc về Phật học rất tốt, và ngài có việc cái đoàn đó. Và một cái điều thứ ba nữa là trong cái cuốn của hòa thượng chứng thiền, hòa thượng cung cấp cái nguồn tài liệu trong cái cuốn mà Phật học cải luận đó, quý thầy thấy trong đó có một cái điều mà quý thầy sẽ thấy rất giá trị, ai nghiên cứu rất giá trị, đó là trước khi mình đọc cái chương nào thì những cái kinh mà được trích trong cái cuốn đó thì ông biết ngay, hòa thượng biết ngay từ đầu, thì là tương ưng tăng chi tà là trường bộ trung bộ gì đó, hòa thượng nói trung bộ mấy, thì quý thầy về có thể nhìn cái đó là biết những cái nguồn này nó xuất phát từ đâu. Làm sao vậy? Tôi cung cấp cho các thầy cái đó, nó có cái đó. Bây giờ thầy viết qua cái chương pháp đi, thầy thấy ngay cái chương pháp thì đầu tiên là cái phần đầu tiên là những tài liệu nào mà hòa thượng viết, thì hòa thượng viết ra đó là liền đó. Ví dụ như những tài liệu nào hòa thượng viết, hòa thượng đã đề cập trước Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, tự diệu đề thì ngài lấy từ đâu, duyên khởi ngài lấy từ đâu, vân vân. Và cái cuốn của tôi thì tôi viết từ những nguồn tài liệu của các nhà học giả Anh và Đức, thì trong này tôi lấy những tài liệu tương đối là mới. Rồi một cái cuốn của ngài hòa thượng Thanh Kiệm, đó là một cái vị học giả rất là lỗi lạc của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ xem thử, tôi coi thử chúng ta đã học tới đâu rồi. Như vậy là chúng ta đã học về cái thân thể của Đức Phật. Thứ nhất là về quê hương, xứ sở của ngài. Thứ hai là chúng ta có tìm hiểu sơ về ba cái thuyết mà cái ngày Đức Phật nhập diệt. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề giá phả của Đức Phật một tí. Thì hai cuốn mà giá phả của Đức Phật thì quý thầy cô nhớ cho chúng ta sẽ đọc trong những tài liệu chính. Thì đầu này á, thì những cái tài liệu này vẫn phải dùng. Bởi vì cái chương trình học của thạc sĩ của chúng ta đang dạy á, thì có những cái bộ môn, ví dụ như tư tưởng Phật giáo Nguyên Thủy, thì cả những cái này là cái cần phải dùng. Tư tưởng Phật giáo Đại Thừa thì những cái cuốn sách mà tôi giới thiệu quý thầy cũng phải dùng thôi. Thành nó bằng cách nào đó thì quý thầy cũng cần có những cuốn này. Tuy nhiên về vấn đề giá phả của Đức Phật thì có hai nguồn sư liệu mà nói về cái dòng nội với dòng ngoài của Đức Phật rất rõ, là hai cuốn Đức Phật lịch sử của Chu Men và cuốn Đồ Phật giáo sử luận của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi thì không chỉ lấy ở một tài liệu của Chu Men mà chúng tôi đã lấy rất nhiều tài liệu ở trong này. Trong này cái giá phả của dòng họ Đức Phật, vì sao mà chúng tôi phải đề nghị quý thầy cô đọc cái này, chúng tôi sẽ nói tư tưởng bây giờ. Đây là cái giá phả của họ nội, bên này giá phả của họ ngoài, đây là một nguồn tài liệu. Cái nguồn tài liệu thứ hai, đây là giá phả bên nội, giá phả bên ngoài. Đó. Cái này nó rất là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì thưa quý thầy là qua cái giá phả này thì chúng ta xác định được rằng là cái dòng họ của Đức Phật Thích Ca là không chỉ xuất hiện từ thời của bố của ngài thôi, mà trước đó là cả một cái dòng truyền. Và dòng truyền thừa từ nội đến ngoài, từ ngoài lấy nội lấy ai, nội lấy ngoài lấy ai, đẻ ra ông nào, đẻ ra bà nào, đẻ ông này lấy bà này, đẻ ra bao nhiêu người, cuối cùng đến đời Đức Phật thì mới là tình phàng với hoàng hậu Ma Gia. Cái này là cái mà cái tính lịch sử rất là quan trọng. Bây giờ quý thầy cô đi tìm xem thử có cái ông giáo chủ nào của tôn giáo nào mà là có một cái nguồn sử liệu như mình không, có cha, có ông cổ, có ông nội không. Mà cái này là cái rất quan trọng, để từ từ mà khi nào mình đi vô, tôi vô cái tư tưởng mà nhân bản tôi sẽ nói. Bây giờ quý thầy cô lại giúp giùm cho tôi hai cuốn này nhá, có giùm cho chúng tôi hai cái này. Bây giờ chúng tôi trước khi mà ta đi vào cái
cái phần là cuộc sống của Đức Phật thì tôi sẽ nói triết lý một chút để cho quý vị khỏi phải buồn ngủ, vì đêm hôm qua, ngày hôm qua thứ bảy chủ nhật nghỉ, chắc bữa nay lên học hơi lạc đạc phải không, đúng không? Chủ nhật có đi cúng kiến duyên gì riêng nào không, có trai tăng tan gì không, chứng trai chứng phàm gì không? Thông thường là quý thầy vào những cái thời điểm đó là làm việc dữ lắm nhá, ta nó lên đây sau một ngày làm việc mà thứ hai là mệt mỏi. Bây giờ chúng ta xem qua cái gia phả của Đức Phật thì quý thầy từ phải đọc lại, chứ bây giờ chúng ta không có nhiều thời giờ để nghiên cứu vào cái gia phả, thì cho thấy rằng Đức Phật là cái dòng cái nguồn gốc gia phả của Đức Phật là một cái nguồn gốc gia phả có thật ở Ấn Độ, và nó là một nguồn gốc lịch sử. Vậy bây giờ chúng ta đặt một câu hỏi, vì sao Đức Phật lại sinh làm một con người? Vì sao Đức Phật không sinh ra mà không xuất hiện một cách thánh thiện, nó đẹp đẽ hơn, nó thiêng liêng hơn, nó có vẻ huyền bí hơn, mà Đức Phật phải vào bào thai của mẹ? Rồi Đức Phật cũng 9 tháng cứu mang, cũng 3 năm nhụ bộ. Bây giờ chúng ta đặt vấn đề, chúng ta hỏi thử câu. Mà cái này á, là cái gọi là chúng ta đang học đến gọi là Phật Đà Luận, tức là cái luận về cái lịch sử của Đức Phật. Vì sao Đức Phật không đến đời rước xuống cái râm cho nó khỏe à, rồi hầu quang tỏa lên à, rồi là đủ thứ, rồi là nó huyền diệu, nó thiêng liêng, làm cho con người người ta sửng sốt, người ta thần phục, hơn là ngài phải được vụ tình phàng vương phải đi lên đi cầu con, đúng không nào? Phải đi lên thờ là trên đền thần để xin con, rồi để cầu nguyện đủ thứ. Còn bây giờ mình cũng có cái lễ đi cầu từ không, có không? Cầu từ đó, mấy người mà họ khó có con đó, lên chùa cầu từ mới biết cầu sao, mà ai cho, đúng không? À, có cầu từ. Thì tình phàng vương vào hầu mới ra, để cái tuổi mà các ông bà hai vị này là rất lớn tuổi vẫn chưa có con, và chính hai vị này là đi cầu từ, mà cái phục cầu từ này không có Việt Nam, phải Việt Nam có, mà Ấn Độ đã có từ lâu rồi. Thế nhưng mà đặt vấn đề là vì sao mà Đức Phật không xuất hiện trong những hình thái khác như các tôn giáo khác, mà lại xuất hiện trong hình thái là con người? Mà đặc biệt đây là một cái vấn đề chúng ta trầm tư. Thứ hai là khi mà các vị Bắc truyền chúng ta mà thường mà phân tích về cuộc đời Đức Phật, thì chúng ta thường đẩy Đức Phật lên trong một cái tầng cao khác. Chúng ta không nhìn Đức Phật như là một con người. Khi đi vào là chúng ta có những cái giai đoạn thế này, giai đoạn cả bà các hệ tư tưởng sau này quý thầy học, thì chúng ta có một cái hệ tư tưởng ban đầu gọi là hệ tư tưởng Phật giáo nguyên thủy, đúng không? Rồi chúng ta qua một cái hệ tư tưởng thứ hai tiến bộ gọi là Phật giáo bộ phái. Và cái bước thứ ba quan trọng đó là Phật giáo đại thừa. Quý thầy chắc biết cái này chưa? Còn biết cái này là cái cần phải biết. Không thôi chúng ta không nắm những cái này, chúng ta sẽ đồng hóa cái Phật giáo nguyên thủy, Phật giáo bộ phái vào là một. Và Phật thành cái này gọi là tiểu thừa. Và thông thường thường ta chọn cái này là đại thừa. Cái này thì quý thầy cô là sẽ là được học rất nhiều. Nhưng mà ở đây tôi nói qua cái phần này để ta đi vào tư tưởng. Cái Phật giáo nguyên thủy nó là cái thời đoàn đầu tiên khoảng 100 năm đầu. Cái đến 100 năm, 110 năm sau ngày Đức Phật nhập diệt, thì lúc đó một Phật giáo trước của bộ phái. Quý thầy học các kỳ kiến tập kinh điển chưa? Ba kỳ kiến tập kinh điển, lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba học chưa? Lần thứ nhất chúng ta kiến tập được cái gì? Lần thứ nhất sau khi Đức Phật nhập diệt bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm thì kiến tập kinh điển? Khoảng 3 tháng. Thì cái kiến tập kinh điển này là được đặt dưới sự chủ trì của Mahakassapa, đúng không? Mahakassapa lên từ đây là Mahakassapa. Bắt đầu ở Mahakassapa. Quý thầy bắt đầu làm việc cái này. Bởi vì đấy có những người đang học hệ Bali, học cổ người Sanskrit, phải không? Thì cái này chúng bắt đầu phải làm quen rồi. Lên từ đây chúng ta nên học cái gốc hơn là ngọn. Cái diệp là dịch âm của Mahakassapa. Cái diệp là Kassapa, mà Maha là đại, Maha là lớn.
và ca diệp là đọc dịch là dịch âm của Kassapa. Vậy thì bây giờ thay vì mình nói đại ca diệp, mình nói là Maha Kassapa. Cái kỳ kiệt tập kinh điển lần thứ nhất được đặt về chủ trì của Maha Kassapa. Và kỳ kiệt tập kinh điển này là gồm có bao nhiêu vị tỳ kheo, bao nhiêu vị a la hán? Chúng ta nói là 500, bởi vì có A Nan nữa. Đầu tiên là 499 là để làm cái chuyện làm khó A Nan nhau chi hết, không? À, chuyện này quý thầy học sau. Thì lần này là tiệc tập như vậy ra được bao nhiêu bộ kinh, bao nhiêu bộ lục, bao nhiêu bộ luận? Cái này chúng ta có 5 Nikaya phải không? Và 4 Vinaya. Nikaya là kinh tạng Bali. Mình nói chung là kinh tạng Bali. Nói cho đúng là Pancha Nikaya. Pancha là 5, Nikaya là bộ tuyển tập. Pancha là 5 cái bộ tuyển tập. Chúng ta có 5 bộ đó là gì? Trường bộ, trung bộ, tăng chi, tương ưng và tiểu bộ. Mà nói theo tiếng Bali là trường bộ là Diga Nikaya, trung bộ là Majima Nikaya, tương ưng bộ kinh là Samyutta Nikaya, tăng chi bộ kinh là Anguttara Nikaya và tiểu bộ kinh là Kutaka Nikaya. Thì chúng ta có 5 bộ kinh này và 4 bộ luật. Trong đó có 4 bộ luật, trong đó có là đại phẩm, tiểu phẩm là thuộc một bộ, rồi là đại dạy và trong tỳ kheo ni bộ là thuộc một bộ, và cả cái phần chiên đồ là thuộc một bộ. Ở đây kỳ kiệt tập kinh điển lần thứ nhất này đã có luật chưa? Đã có luật chưa? Đã có luận chưa? Chưa có luận, đúng không nào? Cái này là về khẩu truyền. Và ở đây chúng tôi muốn hỏi quý thầy cô là lúc này đã có bộ phái chưa? Chắc không? Đấy. Nếu mà không có bộ phái thì có thể gọi là đại thừa được không? Có thể gọi là tiểu thừa được không? Cái này là cái mấu chốt. Thấy chưa? Cái này gọi là nguyên thủy. Bây giờ chỗ này quý thầy thấy chưa? Vậy thì nắm cái bộ kinh mà gọi là Pancha Nikaya này á, có hợp lý chăng chúng ta kêu là kinh tiểu thừa? Không hoàn toàn, không hợp lý hoàn toàn. Chẳng phải không hoàn toàn hợp lý, mà phải nói khẳng định là không hợp lý hoàn toàn. Bởi lúc này chưa có cái gọi là đại thừa, chưa có cái là bộ phái, chưa có cái là luận tạng, và chỉ có những cái bộ kinh mà do các tổ chúng ta gọi là kết tập lại bằng khẩu truyền. Và lúc này chỉ có 5 Nikaya. Tôi nói 5, nhưng mà thật sự lúc này cũng cái cuối cùng khu đăng ca là kiểu bộ kinh chưa đủ. Nhưng mà cái này vào trong sự Ấn Độ người ta sẽ dạy. Tôi nói sơ như thế để sau này rủ thầy chứng minh thầy dạy nó không kỳ đâu, vào bốn cửa biển cái sau ông kiên tiểu là 5 cái. Cái đó là tôi nói chung thôi, còn đi vào chi tiết quý thầy cô sẽ biết. Bởi vì lúc đầu cái Nikaya thứ 5 gọi là cái tuyển tập tiểu bộ nó chưa đầy đủ, nó chỉ có một vài tập, còn 4 bộ đầu thì đủ. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói bằng triết lý là bằng triết lý liên hệ đến bộ phái đó là gì? Lúc này Phật giáo chỉ có là một, và chúng ta gọi là Phật giáo nguyên thủy, mà chưa có hề có bộ phái. Và lúc này tất cả những cái tranh luận về giáo lý chưa xảy ra, phải không ạ? Thì lúc này cái lịch sử Đức Phật là nhìn qua cái lăng kính của bộ kinh này, và qua cái lăng kính bộ kinh này thì Đức Phật là một con người như mọi con người. Cái quan trọng nhất chỗ này nhé, qua băng kính của nguyên thủy thì Đức Phật ngài sinh ra, ngài lớn lên, ngài ăn, ngài sống, ngài học, rồi ngài có vợ, ngài có con, ngài gọi là đủ thử giống như cuộc đời, thấy không? Thì qua cái lăng kính mà tôi nói đó, qua cái trình bày của đó, quý vị có thấy Đức Phật ngài tâm thương không? Theo người ta nhìn như thế Đức Phật như thế thì không liên tâm thương, phải không? Rất là bình thường vì không khác gì mình cả. Quý thầy thích cái quan điểm này hay thích cái quan điểm mà nhìn Đức Phật có hậu quả? Nhìn Đức Phật mà ngài chỉ một cái là mũ gì được đấy, nó nghe thử hả? Bây giờ mình hỏi với nhau là Đức Phật qua cái đấy là một cái quan điểm này, quan điểm của nguyên thủy, quan điểm kinh tạng Nikaya. Quan điểm thứ hai, bắt đầu Đức Phật có hai thân, pháp thân và ứng thân. Hóa thân là cái quan điểm thứ ba, là Phật tam thân, Phật thân, ứng thân, pháp thân, ứng thân và hóa thân. Và cái quan điểm mà thứ nhất là Phật thân đó chỉ còn một. Qua quan điểm thứ hai, Phật thân và ứng thân là quan điểm của nhất thiết khẩu bộ. Qua quan điểm
bộ phải. Đến quan điểm cái giai đoạn thứ ba mới đến cái giai đoạn là Phật tam thân, đó là Phật pháp thân, Phật ứng thân và Phật hóa thân, cả đời giai đoạn thứ ba. Nhưng bây giờ ta đang nói giai đoạn thứ nhất, đó là Đức Phật sinh ra cũng là ăn cũng uống cũng lớn lên cũng học tập như mọi người, như quý vị biết. Và một cái lăng kính thứ hai là Đức Phật ngài ra cái gì như thế là ngài là cái hóa thân thôi, còn cái thật sự cái pháp thân của ngài ấy, là ngài không hề sinh không hề diệt, ngài là vời vợi trên trời, ngài là hào quang tỏa khắp, vân vân. Vậy thì quý thầy thấy những cái quan điểm như thế, hai quan điểm này quý thầy cái quan điểm nào hay? Theo quan điểm linh phải không? Như giờ quý thầy đấy mà thầy nào mà ngồi đấy mà tỏa tỏa như một chút là lúc đó thầy với sức mà gọi là với sức mà tín đồ tới phải không? Quý cô mà hơi còn chút mà hôm qua sau cái trạng này là với sức má ngồi đó mà không cần nói mà cũng có thu hoạch phải không? Phải không? Chỉ cần có một chút là có thu hoạch rồi. Có cái sự trương mà phải không? Nhưng mà ở đây mình nói chút cho vui thôi. Cái phần đó